xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh những bông hoa này và có một chú bướm. Hãy cùng tô với mình nhé. Chúng mình đã tô xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh có
bông hoa màu đỏ rất là đẹp này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tô màu lần sau nhé. Các bạn có đang quan tâm những chủ đề nào thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ sưu tầm hướng dẫn các bạn tô tiếp nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.